Đền Kiếp Bạc ở Tuyên Quang. Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang thuộc phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đền Kiếp Bạc hay còn có tên chữ là Kiếp Bạc Linh Từ, tức Đền Thiêng Kiếp Bạc. Đền thờ Đại Vương Trần Hưng Đạo. Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần là sự thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhằm tôn vinh những anh hùng dân tộc, vì dân, vì nước. Các vị thánh được phụng thờ đều là những nhân vật lịch sử, huyền tích về những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc dưới thời nhà Trần, thế kỷ thứ 13. Và trung tâm của tín ngưỡng là Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Đại Vương. Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần cũng giống như trong tín ngưỡng của thờ mẫu Tứ Phủ, có rất nhiều nghi lễ như cầu tự, bán khoáng, tôn nhang, trừ tà, trị bệnh, vân vân. Trong đó có một nghi lễ rất quan trọng là hầu đồng. Tuy nhiên, lên đồng trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần rất khác với nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu Tứ Phủ. Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang nằm trên một khu đất cao bên dòng sông Lô, trước mặt đều nhìn ra dòng sông Lô xanh lững lờ. Lưng đền tựa ngọn núi La Sơn, tạo thành thế lưng tựa sơn, tiền hướng thủy, một thế vững chắc để trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Đứng trước cửa đền, chúng ta thưởng ngoạn dòng sông uốn khúc lượn quanh dãy núi Dùm, tạo cho nơi đây một thế đất như rồng quận hổ trầu, một thế địa linh sơn thủy kỳ tú, phong cảnh hữu tình đã làm tôn vẻ đẹp thanh tao thoát tục của đền Kiếp Bạc Tuyên Quang. Người xưa từng nói về vẻ đẹp của ngôi đền qua đôi câu đối: miếu cổ huy nga muôn đời nơi thánh địa, thánh tích uy linh vạn dặm còn lại. Đền Kiếp Bạc xưa kia chỉ là một ngôi miếu có tên là Kiếp Bạc Linh Từ. Kiếp Bạc Linh Từ được xây dựng mới gần đây vào thời Gia Long triều Nguyễn, năm 1802 đến năm 1819. Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang hiện còn lưu giữ được nhiều đồ tế tự cổ có giá trị như 2 quả chuông đồng, 13 pho tượng thờ cùng với 2 bức hoành phi, 2 câu, 2 đôi chân đèn câu đối, bộ đồ bát kiểu. Đặc biệt, đền Kiếp Bạc Tuyên Quang còn giữ được 4 đạo sắc của các triều vua Minh Mệnh thứ 2, Thiệu Trị thứ 4, Tự Đức thứ 3 và Khải Định thứ 9.